chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Diều TV. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tô màu tranh cát hình em bé dễ thương. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đầu tiên, mình sẽ tô đường viền của bức tranh. Đường viền của bức tranh mình sẽ tô màu đen nha. Giờ thì mình sẽ tô tóc của em bé nha. Tóc của em bé này mình sẽ tô màu nâu nha. Mặt, tai, cổ và tay của em bé nha. Mặt, tai, cổ và tay của em bé sẽ tô màu da nha. Tiếp theo, mình sẽ tô cổ áo của em bé nha. Cổ áo mình sẽ tô màu vàng nha. Tiếp theo, mình sẽ tô áo đầm của em bé nha.
áo đầm của em bé mình sẽ tô màu đỏ nha. Sau đó mình sẽ tô bèo váy của em bé này nha. Cuối cùng, mình sẽ tô nền cho bức tranh em bé nha. Nền của bức tranh mình sẽ tô màu xanh da trời nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tô màu tranh cát hình em bé dễ thương. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.